17 năm mà sao chia tay? Dạ không, cái đó là do vợ em không may, vợ em mất ạ. Rồi, xin chia buồn điều đó. Dạ. Ồ vậy hả, em bà tự xã nuôi mất con hả? luôn. Dạ em một mình em nuôi hai cháu, lo cho cháu Rồi học. bây giờ em ở nhà ở Lâm Đồng, em ở với ai? Dạ em có nhà của em ở, Nhà riêng nhà hả? riêng của em. Em có gia đình được 10-15 năm rồi, em ly hôn nay cũng được gần 5 năm rồi chị. Có con chưa cưng? Dạ có hai đứa con trai em nuôi hết luôn. Tận sao nè? Dạ con thưa chú Quyền Linh, con thưa cô Hồng Vân, thưa ba và thưa cô. Ba con á, thì ở nhà thì rất là tốt, nói chung là number one, là nhất với con và nhất với mẹ con luôn. Nhưng mà cái chuyện không may nó đến thì cũng không ai muốn, nhưng mà để cả hai đứa mà lên đây ủng hộ cho ba thì chắc chắn là phải dành một tình cảm rất lớn cho ba. Thì ba làm cái gì tụi con luôn ủng hộ và vẫn mong muốn là Tấn quê ở Bến Tre, đến từ Lâm Đồng, năm nay em 41 tuổi. Lâm Đồng là ở đâu, huyện nào? Ở huyện Di Linh. Vâng. Rồi, mình làm công việc gì? Dạ em là bên thợ xây. Dạ với chút đó là em cũng có là làm ít cà phê với em cũng hay chạy xe thêm, thu nhập thêm. Làm nhiều việc quá ha. Vâng. Chạy xe rồi xây dựng rồi, rồi cà phê nữa. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Mình sẽ nghe phần bên nhà gái giới thiệu nha. Ừ. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Rồi, dạ em tên là Lâm Thị Kim Phượng, em đến từ Bình Phước. Dạ em 42 tuổi. Phượng đang làm nghề gì? Dạ em làm nghề may. Mà em giờ em may ở Long Xuyên. À có nghĩa là em quê Bình Phước. Dạ. Nhưng mà em lập nghiệp ở Long Xuyên hả? Dạ. Hai bạn ở hai đầu nỗi nhớ đó. Ừ. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì à, em? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là biết tâm quan tâm gia đình, phụ giúp bạn đời trong cuộc sống, ví dụ như nội trợ. Điểm yếu thì hơi nóng tính, thích tính ca hát. Mình thích văn nghệ, cái yêu ca hát kia, sao mình nóng tính? Dạ, ý nóng là dữ không? Hơi hơi thôi anh. Nóng tính nhất là em làm gì nè? Dạ, nóng là em bỏ em đi chỗ khác rồi, chừng nào bạn gái thấy em sẽ về lại. Rồi không sao. Ủa em sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ em sinh năm 1980 chị Hồng Vân. 980, em sinh năm nhiêu Phượng? 80. 80 hả? Vậy là bằng tuổi chứ đâu có hơn tuổi. Vậy hai người 80 hết rồi. Đúng rồi, hai người đều 41 chứ em khai gian tuổi em chia về Phượng. Tại vì em tính theo tuổi ta phải không? Dạ. Ừ, đó hai bạn bằng tuổi nhau đó. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của Phượng là gì đã nè? Dạ điểm mạnh của em là em chịu khó lắng nghe học hỏi. Là điểm yếu của em, điểm yếu của em chắc em nhịn hay tức là em nhẫn nhịn đó hả? Ở bên kia hơi bị nóng tính chút xíu, bên đây mình lại nhẫn nhịn quá hay, vậy cũng bù qua sớt lợi đồ he. Đường tình duyên của em trai làm sao? À, nói chung là em có hai mối tình đơn phương và mối tình chính thức. Nói chung là mối tình chính thức thì hai vợ chồng em lập nhau mười mấy năm, nói chung là cũng có hai đứa con, một thằng con trai lớn với một đứa cháu nhỏ. Hai người cưới nhau bao nhiêu lâu? Dạ cưới nhau nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Dạ. Con lớn chưa? Con lớn của em năm nay học đại học năm nhất. Con nhỏ năm nay cấp 2. Vậy là hai đứa ở chung với em luôn? Dạ hai đứa ở chung với em. 17 năm mà sao chia tay? Dạ không, cái đó là do vợ em không may, vợ em mất ạ. Rồi, xin chia buồn điều đó. Dạ. Ồ vậy hả? Em bà tự xã nuôi mất con hả? Luôn. Dạ em một mình em nuôi hai cháu, lo cho cháu rồi học. Bây giờ em ở nhà ở Lâm Đồng, em ở với ai? Dạ em có nhà của em ở. Nhà riêng của em. Còn mình sao nè cưng Phượng? Em có gia đình được 10-15 năm rồi, em ly hôn nay cũng được gần 5 năm rồi chị. Có con chưa cưng? Dạ có hai đứa con trai em nuôi hết luôn. Con lớn em sinh 2003, còn con nhỏ sinh 2009. Rồi lý do sao mà em chia tay? Lý do là coi như là ở nhà là em là lo hết việc nhà, việc nước, vừa làm cha làm mẹ luôn. Là anh cứ đi nhậu không à. Mệt mỏi quá đúng không? Em mệt mà nhậu mỏi không quá. Thì em cũng chịu nữa, đưa con đi học cũng được nữa. Nhưng mà sau này nhậu quá rồi kiếm chuyện nữa thì em chịu không nổi thôi. Hai người mà đến với nhau nuôi bốn đứa con trai cũng mệt à. Ủa bên đó hai trai luôn hả? Đúng rồi. Yeah. Thôi cũng giái trời nếu mà Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ. Nếu mà có thể đến được với nhau á thì kiếm đứa con gái cho nó vui cửa vui nhà. Không, có đứa con gái nó gắn kết đáng yêu lắm. Tùy theo kinh tế thôi. Mình muốn tìm một mảnh ghép giữa dòng đời xuôi ngược như thế nào.
Có thể nói cho chị Hồng Vân biết không? Dạ, nói chung là em cũng tìm một người nói chung là chân thật, là biết quan tâm gia đình. Nói chung là như vậy thôi chứ không em không đòi hỏi gì nhiều hết. Dạ, chung thủy và nuôi cho con trưởng thành là em mừng rồi. Em cảm nhận ở bên Phượng bên đây có đúng như là cái điều mà em mong muốn không? Qua những cái lời mà chia sẻ của cổ vừa rồi đó. Dạ, nói chung là bạn cũng cùng cảnh với em, nói chung là cũng thấy cũng bình thường cũng được. Cô gánh vác hết đó. Vâng, ở nhà cô làm hết đó. Dạ. Là cái người mà rất phù hợp với cái mong muốn của em. Vâng. Chào anh Linh đi em. Rồi, xin chào. À, công việc có ổn định không? Dạ, công việc cũng ổn định. Đồ em mặc là em tự may. À, tự may, tự thiết kế luôn đúng không? Dạ. Mình có mở tiệm không? Dạ, có. À, mở tiệm ở đâu rằng? Mở tiệm ở Long Xuyên á. Thành phố Long Xuyên luôn hả? Dạ. Rồi, thí dụ như bây giờ lấy chồng, em có đồng ý về Lâm Đồng hay không? Dạ, nếu lấy chồng thì theo chồng. Mà cái đó mình có nhà ở Long Xuyên chưa hay là mình ở nhà mướn? Nhà em mướn, nhà thuê chị. Vậy là cái chuyện mình về Lâm Đồng rồi, là cái chuyện mà về đây, coi như là khỏe ta luôn. Ta có mẫu đất mà. Ồ. Trời ơi, về đây đi. Mình góp ý vậy thôi, còn quan trọng là người thân họ góp đúng ý rồi. Thế nào? Phượng đi với ai Phượng? Dạ, em đi có một mình. Mình nên hả? Dạ. Rồi, vậy thôi coi như tôi đại diện đi. Em trai đi với ai không? Dạ, em đi với em gái và hai à, em gái hai và con hai... với đứa cháu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Anh của em á thì tánh của ảnh á, ảnh rất là quan tâm gia đình, đặc biệt ảnh rất là thương vợ con. Chị bên đây á thì hoàn cảnh của chị cũng giống như anh của em vậy. Nếu mà được thì chị có thể, anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Sao mặt nghiêm vậy? Khuyến khích người ta dạ. cho nhau cơ hội mà mặt nghiêm trang vậy? Dạ tại đang có. Đang rung hả? Dạ. Đâu để con trai nói một câu coi nào, con trai cảm nhận sao nè? Dạ con thưa chú Quyền Linh, con thưa cô Hồng Vân, thưa ba và thưa cô. Ba con á, thì ở nhà thì rất là tốt, nói chung là number one là nhất với con và nhất với mẹ con luôn. Nhưng mà cái chuyện không may nó đến thì cũng không ai muốn. Nhưng mà để cả hai đứa mà lên đây ủng hộ cho ba thì chắc chắn là phải dành một tình cảm rất lớn với ba. Thì ba làm cái gì tụi con luôn ủng hộ. Và vẫn mong muốn là cô và ba sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà đến được với nhau thì lập gia đình. Con cũng lớn hơn con đầu của cô một tuổi thôi. Còn em con với lại con sau thì lại bằng tuổi nhau. Thì nếu mà được thì cứ về sống chung một nhà, không có cái vấn đề gì hết. Dạ con thì rất là đơn giản như thế. Bố anh nói, trai anh, đã bằng chung nhau chắc vui. Con ơi, con trai nhỏ ơi, anh nói vậy con thấy sao? Dạ con thấy anh con nói đúng. Trời. Nói đúng luôn đúng không? Con thấy cô sao nè? Dạ thấy cô con hiền, thấy không? Cô hiền đẹp xinh. Trời ơi cưng quá. Rồi cảm ơn hai đứa rồi. Thương quá. Mở rào cho hai bên gặp mặt đó nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Anh có bó hoa tặng cho em. Lúc nào chúc em xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, cái này là anh. cái ví thì tặng cho em, khi mà mình có bấm nút về nhau thì anh em cùng bỏ tiền vô ví. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi anh cảm ơn. Anh mở ra xem đi. À, một cái đồng hồ. Cái gì? Một dạ, cái đồng hồ. Đồng hồ với dạ. cái khung để ảnh. Dạ em muốn tặng cái khung ảnh là nếu mà có duyên á Thành thì để cái hình em với anh vô đó, còn nếu không có duyên thì để hình anh cũng được. Còn cái đồng hồ, còn cái đồng hồ sao? Còn cái đồng hồ thì cái thời gian trôi qua thì em không biết, nhưng mà cái thời gian còn lại á, nếu mà thành đôi thì cái thời gian á xúc cái ngoài cái công việc á, làm việc của anh ra, còn cái thời gian còn lại là dành cho em hết. Cảm ơn. Rồi còn cái này là cái gì? Cái này là cái bức tranh hồi tối á, em mới vẽ. Nếu mà được đủ đó. Duyên với nhau thì sẽ đây chụp một cái hình cưới y như vậy. Rồi đó coi nè, đó hai đứa coi đi.
là tối là cô Phượng mới vẽ đó, mà cái áo cưới này em may hay đi mướn? Dạ em may luôn cũng được. Em may luôn hả? Trời ơi, vậy là áo vest này em may luôn đúng không? Không, em may đồ nữ không ạ. Em may đồ nữ không hả? Nè chú Linh coi nè. Rồi ok, đóng ấy lại đi gửi ảnh luôn đi. Lâm Đồng tới hát bài về Di Linh này kia coi. Nói chung là anh hát không hay lắm. Nói chung là tới đây em sẽ hát một đoạn. Nói chung là các vị khán giả ủng hộ. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Ôi oh, oh, oh. Em có nghe trong tim oh, oh, oh. Bao tiếng yêu vang lên oh, oh, oh. Dành cho em đó người anh yêu ơi. Oh, oh, oh. Mơ ước chỉ xa xôi oh, oh, oh. Em biết không em ơi, I love you. Dễ thương, dễ thương. Sao quan niệm tình yêu em nghĩ sao về anh? Thật thà, sống là phải khiêm tốn. Anh cũng vậy. Em có gì hỏi anh không? Bây giờ em ở Long Xuyên rồi. Anh ở, ở Lâm Đồng hả? Từ đây xuống đó bao nhiêu cây ta? Để... em cũng không biết nữa. Em đi bằng gì lên đây Phượng? Em đi xe xe Huệ Nghĩa. Huệ Nghĩa là mấy tiếng? Em mấy tiếng em tới đây? Em đi từ từ 12 giờ rưỡi tới đây là 5 giờ. Nói chung là hai bạn cách xa khoảng 10 tiếng đó, lòng vòng nó khoảng đó. Vậy luôn á, không một sao. Lần đi là 10 tiếng. Bây giờ thì cái công nghệ nó phát triển rồi, nếu mà mình có thể có một chút gì đó tình cảm với nhau rung động từ ban đầu thì ta sẽ nói chuyện qua FaceTime rồi qua Zalo ra Facebook nhiều lắm. Em có chơi Facebook không? Dạ cũng có. Có dạ. Chơi Facebook không? Facebook em kết bạn với mấy người bán giải không à? Kết bạn với người bán giải thôi, giờ ta kết bạn với mấy người làm cà phê. Thấy cưng không? Được đó. Thường thường ngày anh công việc của anh là làm gì thường ngày? Anh vừa làm thợ xây, vừa làm cà phê. Xây là đi lãnh nhà người ta xây hả? Nói chung là anh đi làm cho thầu. Làm thầu hả? Anh không có đồ, anh không lãnh, anh làm thợ xây rồi anh lại còn về làm vườn nữa. Nhiều khi ai kêu chạy xe thì anh cũng kiếm chạy thêm. Nói chung là công việc anh làm nhiều việc. Anh chạy xe gì, xe tải hay là nói chung là taxi rồi, thí dụ xe hợp đồng rồi vậy thôi, xe tải. Ý là hỏi em lái xe mười mấy chỗ? Dạ không, em lái xe nhỏ thôi chị. Lái xe có 7 chỗ à. Nhà dạ, em mới xây ở đâu? Ở Lâm Đồng luôn dạ, hả? Dạ, nhà em ở Lâm Đồng luôn. Là em tự xây hả? Dạ, em cũng có ông anh ông thiết kế là phụ xây không? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ, nhà em cả trăm mấy chục mét vuông rồi, nhà em cũng lớn lắm. Giá mới xây khoảng nhiêu? Dạ, cũng nói chung là cỡ 700 triệu ạ. 700 triệu hả? Là chưa tính đất đúng không? Dạ, chưa tính đất ạ. Đất thêm 700 nữa, 1 tỷ mấy rồi. Nói tóm lại á, anh nói để anh chi, để thay kinh tế bạn này ổn định, có công việc ổn định, có thể lo cho em và thậm chí có thể lo cho con của em nữa, được không? Dạ được. Được đó. Em thấy sao? Em còn băn khoăn điều gì không? Thì theo cuộc sống ở ngoài thì được rồi, mà cái tuổi không được. Hả? Hai người bằng tuổi không được. Bằng tuổi sao không được? Bằng tuổi sao không được? Em có hai đứa con rồi, để đi tìm một cái tình yêu á, tìm cái người để hợp với nhau nó rất là khó. Nãy sinh 7 9 không thôi là tốt rồi. 1980 tuổi là tuổi nó không hợp. Ủa 80. Ủa 80 với 80. 80 với 80 không có hợp. Em sinh 1980 luôn hả? Tức là phong thủy nó không hợp. 80 hả? Dạ. Trời ơi em ơi, đừng có lo tuổi tác ở đây. Bây giờ mình lo cuộc sống làm sao cho nó ổn định đây nè. Thì có những người ta không hợp tuổi với nhau, ta vẫn sống tới già luôn. Bây giờ anh nói đây nha, không phải anh binh đàn trai đâu. Đây là một người rất là hiền. Dạ thì em cũng thấy hiền nhưng một bờ vai vững chãi luôn để em kiếm một người này trong cuộc sống đó nha. Nó rất là khó. Đây chị nói em nghe, một người đàn ông quá là phong độ ở cái tuổi này, một người đàn ông trung tình, hai đứa con là thần tượng ba nó, mà ba nó đối với mẹ nó như thế nào, không phải là ảnh ly dị vợ mà vợ ảnh mất, em hiểu chưa? Thành ra thôi thì cái này cái đó là
cái sự may mắn cũng như là cái hạnh phúc nó tới với em mà em không đón nhận, đó là lỗi của em. Ok? Yeah. Ăn thua là bây giờ em phải tự em biết là em nhìn anh này em có cảm tình không? Ảnh là anh nói anh có cảm tình với em đó. Còn em sao? Dạ em thấy cũng được. Rồi. Tôi nghĩ là đến lúc bấm nút rồi đó. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chúng tôi chỉ phân tích tất cả những mặt thuận lợi trong cuộc gặp mặt này thôi. Còn quan trọng là con tim mình sẽ mách bảo bấm hay không bấm. Bởi vì có tình yêu, có một chút rung động, chúng ta hãy bấm. Đúng rồi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi bấm luôn rồi đó. Em có bấm rồi. Rồi. Rồi đứng lên nào, đứng lên nào. Đó. Mình không còn nhỏ nữa, mình đủ sáng suốt để quyết định con đường đi của mình. Mình muốn hai người về với nhau lắm á. Mình ôm hôn gái đi. Đúng rồi, hôn gái đi quên nữa. Để đánh dấu ngày gặp mặt đi. Anh xin phép anh. Tôi muốn cô gái hôn chàng trai cái nè. Cao quá. Vô, đó. Đó, ừ. Mời đi em trai. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi. Là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là Tưởng từ Hà Nội vào đó hả Tưởng? Dạ vâng ạ. Ôi, thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Cảm ơn anh. Chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ vâng ạ. Tức là chúng tôi nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bay từ thành Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cảm thấy mà em nói dối là em cảm thấy em xấu hổ, không nói dối được bao giờ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình, như là nữ công gia chánh, đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt giũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái ấy. Nhát gái? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác, rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy Tưởng hết sức là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á thì thấy Tưởng có một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi, nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi, nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của Tưởng là gì? Em hay đi lang thang, ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè. Con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc. Thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt. Đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn? Dạ, dạ. Sao làm thử coi. Mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Lần đầu đến bước đến trường đến quay. Trường quay. Nghe giọng bạn gái đang muộn say, chắc hẳn là người ưa lãng mạn, biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu. Mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Ồ, oh, dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa
yêu nhau ông mà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lái nhà hai ông từng đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em, tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock rock đúng không? Dạ. Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa vào Vinh ạ. Trời, đất ơi, tưởng xa lắm xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi... chính thức đi cua một bạn gái ấy. Ừ. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả? Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm. Chưa cua được bạn nào. Dạ. Oh. Hà, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản. Tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình. Tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Ừ. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. À, em trai, dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Ừ. Bởi vì là em không đọc tâm lý của các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi phải để đấy. Yên tâm. Bộ đội là phải nói đâu ra đó hết. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi mình cho gặp nhau. Tưởng, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hàng không. Dạ, chào thủ trưởng. Kính chào quý vị đại biểu, anh Quyền Ninh, Nam Thư. Tôi là Nguyễn Hồng Thái. Dạ. Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng tại trường Sĩ quan Hàng không. Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Hàng không, là người có phẩm chất đạo đức tốt và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi, và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè. Bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ, có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí Tưởng. Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau. Xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ, mẹ em đang ngồi kia. Ồ, có mẹ vào nữa à? Dạ. Rồi, chào cô. Xin chào trường quay ạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định. Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được Tưởng ạ. Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến. Dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh xin tặng em một lẵng hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách. Thực ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn, có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau. Thì em tặng anh cuốn này. Anh cảm ơn em. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Cuốn sách gì đó, tựa gì đó? Ai cũng cần một người ở bên cạnh. Tựa sách rất là hay và ý nghĩa ha. Dạ. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè. Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào? Những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? Lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút. Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản, có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình. Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ. Nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Thực sự là em chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá.
Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ là thế. Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá sôi nổi hay không. Nhưng mà anh thấy em có một cái nét rất là e lệ, nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình, không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả. Không bấm, không sao cả. Có hàng triệu người đang xem, những người đó sẽ bấm cho mình. Và bấm nút là hôn nhau đó nha. Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc, với con tim của mình. Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Không sao cả. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật ra thì không, em không bấm không phải là vì không muốn bấm. Không muốn bấm. Em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút. Có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái.